Rồi cô bác ơi, hôm nay mình lại tiếp tục. Hôm nay có thợ lên xuống cấp. Rồi mình đang dọn cái đống này, cô bác thấy khủng khiếp không? Bữa nay để mình sửa soạn sơ cái nhà bếp của mình lại, cô bác thấy khác khác chút xíu rồi đó. Nhưng mà chưa xong đâu chứ. Quá xá nè, đồ đạc còn tùa lưa tùm lum. Nhỏ này nó lại nhiều chuyện, nó kêu ghéo nữa. Bút. Cô bác thấy cái đống hết hồn chưa, bữa nay quay nấu ăn không biết xuống nấu sao. Thợ bảy thì hết hợp đồng rồi cô bác ơi, bữa nay siêu đầu bếp tái xuất giang hồ nha. Cái này chưa xong nữa, chừng nữa mình thêm một cái hàng cây đây, treo một cái hàng nồi ở giữa này nữa cô bác. Đóng màn rồi lại cho nó coi được chút xíu, tại ton nó cô bác mà ở gần bếp á, là nó bị nổ đen nổ đen nổ đen chưa, nó bị xét đó cô bác thấy trên nè. Thành ra mình che cái bức màn này để cho nó đỡ chút xíu, nhưng mà chưa có xong đâu chứ. Công trình còn ngã nghiêng tùm lum chứ cô á. Đây. Đồ đạc cũng tùa lưa tùm lum chứ luôn. Nhưng mà giờ tới cái giờ nấu ăn thành ra này, nấu cái bữa cơm này mà có sao quay diễn nha cô á, quay để hôm qua là mình không có quay phim rồi. Cô công việc quá nhiều. Làm không kịp đâu chứ. Rồi mới cho bệnh nhân mình đi vệ sinh ngoài kia xong cái rồi mình mới trở vô đây cơm nước rồi cái nữa. Sườn non, cột sườn non đó. Ba miếng sườn non. Để đổ cái lạc vặt này ra. Sườn non này chuyển qua nấu cơm luôn rồi, chắc này công trình chưa xong mà phải nấu rồi, biết sao giờ. Làm gì nè, con làm tiếp cho nè. Rồi bây giờ con cá lóc đó nội nó ướp muối chiên. Bây giờ biết chiên cá không? Rồi vậy nhảy vô làm cái món chiên giùm đi. Cái vụ đó không biết thiệt. Con này con cá đó. Cá đó mặn rồi đó. Mặn vô đó cũng được, hoặc là ra ngoài này cũng được. Bữa nay là tiễn cái đầu bếp mới đó cô bác ơi. Đồng nghiệp hết sức, vừa làm thợ hớt tóc vừa làm đầu bếp luôn. Vừa hớt tóc cho ông cụ nhà mình xong rồi đó. Bây giờ cái đống này không biết làm sao đây nè. Chưa xong qua, thành ra chưa có dọn được. Thôi bây giờ nấu đỡ đi, rồi chiều rồi bắt đầu mình làm tiếp tục cái dọn luôn. Canh thì không biết canh gì, không có canh bắp cải được không? Bí không? Có bắp cải. Bí mình để lâu được qua. Còn bắp cải trong đây nhiều quá nè, không ai nấu canh bắp cải đi ha. Nè. Mấy cái bắp cải sao lâu quá nè, lựa mấy cái củ nè, cái bắp cải nè. Bắp cải nấu canh cá lóc hả? Không, có bắp cải nấu canh riêng cũng được. Để mình ăn chung được chay với mặn luôn á qua. Tâm niêm ha. Đấy, nè, còn nửa cái nữa nè, nhưng mà nửa cái không đủ đâu, nửa cái nữa đi qua. Nửa cái đó với nửa cái mới nữa đi ha. Đầu bếp cứu bồn. Chứ con cá lóc này thì nó hơi khó xử. Tại sáng cũng có ăn rồi. Cái mình ráng tranh thủ làm cái nhà bếp mà làm không xong cô. Để nó bày hầy quá. Xa rồi, còn cái bàn này họ không biết sao mà ăn cơm đây nè. Coi dẹp được cái nào dẹp tiếp nữa nha. Dẹp ai đỡ đi. Tại vì công trình mình chưa. Ở ngoài này có không? Lấy cái thau đựng hay gì được không? Hay lấy cái gỗ nào cũng được. Không hết biết đường à. Nên nói chung coi làm được cái nào làm hả? Sợ cái tương với mặn. Không, tương mặn không sao đâu. Trời ơi, chung như nồi ta ăn còn được. Thôi, không sao đâu. Mình không có kỹ cái vụ đó đâu. Một cái nồi mà vừa chai vừa mặn còn ăn được. Nhầm vừa. Không thèm mà thôi chứ. Sợ có mùi hả? Nói gì chứ ăn chai nhiều người kỹ cái nồi mà ta nói nấu chung cái nồi không chịu đó cô á. Phải có cái nồi chai riêng, rồi cái nồi mà chiên làm đồ mặn riêng. Mà ngặt cái ruột rồi sao mà ở trong mà xúc rửa được cô bác.
cái ruột là ăn chay đâu hồi nhỏ rồi ăn mặn từ hồi nhỏ, bây giờ chuyển qua ăn chay rồi cái ruột nó dính đồ mặn trống trơn rồi sao xúc. Rồi đây ba miếng sườn non này nó mau ha. Con nghiệp thợ mình cũng bận rộn lắm đó, mà tranh thủ lên đây hớt tóc cho ông cụ đó, chắc này bắt làm thợ nấu luôn nè. Chùi chùi cái này cái cái này có ai lên đây là bắt làm thợ nấu à, cũng giống như là mấy cái võ sĩ ngày xưa mà đi mà luyện công như đó, có gặp ông nào cũng thọ giáo chứ. Rồi này vừa thọ giáo quá nhiều sư phụ nấu ăn mà ngặt cái tay nghề không lên, chắc chiên hết luôn qua được không? Chiên bà nội nói sao mà có muối cho nó mặn mặn gì đó. Mình muối liền nó mặn không? Không biết ý nội muốn ăn mặn mặn á. Còn giả sử như mình nghĩ chiên ăn không hết á thì bỏ vô cái nồi thịt bớt cũng được, có cái nồi thịt trứng này nè, coi tính sao á. Này thì cũng hơi trễ á, chắc này là 10:50 rồi cô á, dọn từ sáng tới giờ luôn mà tranh thủ là không được, tại gỡ ra toàn bộ rồi mới bắn ốc lại toàn bộ cô á, nó hơi lâu chút xíu, nhưng mà cũng chưa xong đâu hết, thì chắc này mình tranh thủ thời gian, thì chắc này mình có thể mình sắt cải để tiếp cho thợ nấu của mình, đây, cái đống này chắc này nấu cơm mà mình cũng không làm được luôn, rồi, dọn cơm nước xong cái đi rồi tính tiếp, còn chén bát này trả về vị trí cũ đỡ nó đi chút dọn nữa. Rồi sắt sùng sột cái vị trí của mình nha, hổm gà lâu lắm rồi cô bác ơi, cả hơn nửa tháng trời mà siêu đầu bếp mới tái sức giang hồ. Đó là thợ bẫy ớt, thợ mười, rồi tiểu đầu bếp của mình, rồi tới thợ sáu tỏi, bữa nay tới thợ hoa rồi nha, thợ giống như thợ nấu người Hoa. Cô bác biết người ta khen cái người Hoa, cô bác là nấu ăn rất là ngon. Người ta nói là ăn cơm Tàu mà cưới vợ Tây đó cô bác. Có nghĩa cái người Tây thì cao to, nó đủ thước tấc. Còn cơm Tàu, cái người Hoa ngày xưa được mệnh danh là Trung Hoa đó cô bác. Người ta rất là điêu luyện về ẩm thực, nấu ăn rất là ngon. Người Tàu họ có rất là nhiều món, tuy bây giờ là người Trung Quốc họ ác thiệt, nhưng mà được cái là cái ẩm thực của họ rất là hay. Cái nào dở, cái nào hay hết cô á. Rồi thì chắc này sắp bắp cải rồi, bắp cải phải nấu mình nãy xách cái bắp cải đâu mất tiêu rồi, đây hả? Đây hai bắp cải đây, chưa xách cho thợ nó làm cá đi. Rồi để chăng hả, chắc là xuồng bà sườn ăn tới cho qua ngày tháng đi, rồi rảnh rồi mình ăn kỹ lưỡng nữa cả. Bây giờ cái này nó chưa ấy nè, thông cảm nha. Bây giờ xong bắp cải của bác cô mang cái tập về vô để cho hầu nó dính tùm lum tà la nữa. Hầu vô đồ nhấp trơn nè. Cái muỗng này chăng? Đây là từ lưa cho mang vô tới nha. Mà quên bữa nay mặc cái áo cũ nữa, không mà cài lỡ, mang vô cái cho nó đẹp trai đẹp gái nha. Thợ để chiên đi, mình xách cái này cho 1, 2, 3, 4 rồi, thợ để chiên đi. Quên, để coi thợ này ướp sao mới mất bắt trước. Muối ha, muối bọt hay là muối hột quá. À, tại mình không kịp ha. Muối bọt. Muối hạt nêm với hột bọt rồi. Chứ ướp đường nó khác à. Muối với hạt nêm, bột ngọt. Thợ này giống thợ bẫy nè cô bác, có nghĩa là vừa niêm hạt niêm mà vừa niêm bột ngọt luôn. Nó có hạt niêm mặn nữa kìa, có niêm không? Cái chai nhỏ đó, sợ hạt niêm chai nó không ngon bằng không? Cũng được ha. Vậy là thợ này niêm nè, hạt niêm nè, bột ngọt nè, chút muối. Dắt này nhớ rồi đó, hồi quên. Tỏi nè hả? Tỏi nè ha. Siêu thớt của siêu đầu bếp đây.
rồi cái có xả nữa kìa. Rồi cái gỗ tỏi mình bên này nè, đó, muốn lấy nhiều tỏi đó lấy. Rồi vô kiếm cho cái tép xả nè, có xả luôn nè. Ăn xả tỏi luôn. Rồi. Ồ, nguyên cái bọc trà bá luôn mà con tép xả chút đẹp. Bọc này chưa lại còn sử dụng được. Rồi, nữa. Gặp tay trái nữa. Thôi ơi, đúng là cô bác ơi, cái này nghề tay trái, nấu ăn là nghề tay trái. Còn cái vụ mà trang điểm này nọ rồi đó, uống tóc rồi nhuộm tóc rồi đó, cũng tay trái luôn. Ờ. Ơi. Tay trái không à? Cũng tay trái nè hả? Thôi thôi tạm ghệ, gọi cái đó là nghề tay phải đi, còn cái này là nghề tay trái. Thợ bảy mới gặp thợ bảy tay trái qua thợ này tay trái nữa. Nhiều ha. Mình cái tay trái vậy là bằng không được đó. Giờ đổ chung vô ướp. Hiện nãy là có muối, bột ngọt, hạt nêm. Giấc này thêm một chút xíu tỏi, rồi một chút xíu cái xả. Rồi. Hồi ôi. Thợ này nấu sao mà ớt ít thôi à. Có ớt nữa kìa. À, ăn ớt cách xịu rồi chứ không ăn nhiều được nha. Đó, có trái ớt chút bé mà nó bỏ vô thì bỏ cho nó vui. Thợ kia làm ớt quá thành ra đặc biệt danh là bảy ớt luôn đó cô bác. Còn sáu bỏ tỏi nhiều quá đặt danh là sáu tỏi. Còn này là qua này mới lên không biết cái biệt danh gì, phải ở vài bữa mới biết được. Con cái gì là con để hành nhiều. Hành hả? Ừ. Rồi thợ qua để... hành hả? Rồi, dắt nên bắt con là cái gì con cũng để hầm gì hết chứ. Rồi, ơi, mỗi người có cái đặc trưng nha cô bác. Nhờ vậy mà lợi nhà người này cái ăn được cái món có cái khẩu vị khác, lợi nhà người kia có cái món khẩu vị khác nha. Cái nấu một kiểu một nhiều khi nó không ngon đâu. Đổi khẩu vị hoài, giống như cô bác mà đi nhà hàng á. Lợi nhà hàng này khẩu vị này, lợi nhà hàng kia khẩu vị kia. Vô miền Trung rồi các cô bác ăn được cái món nó hơi ngọt ngọt. Khi miền Bắc của bác ăn cái món hơi lạc lạc một chút, vô miền Nam của bác ăn cái món hơi mặn mặn một chút. Giấc này mới bỏ xả với tỏi vô thêm. Cho nó thấm chút. À, còn khứa con cá nhỏ nhỏ gì nữa hả? Khứa cho thấm chứ giờ mình làm cái. Khứa cho thấm. Còn giả sử như mình ướp thì thường á, mình ướp khoảng bao lâu rồi nó mới thấm? Bình thường á. Nửa tiếng được. Nửa tiếng đồng hồ ha. Còn này mình gấp thì nó hơi cũng sớm chút xíu, chắc là nó chưa thấm hung ha. Nhưng mà cũng đỡ được. Thả này chuyên nghiệp cô bác ơi. Biết nấu ăn nữa hay gì nè. Rồi, không gạt bái sư biết bao nhiêu rồi đó. Mà đi dắp hụt mít quên hoài. Một cái để lâu quá nó muốn hư luôn. Không có thấy mặt không sao. Chú ăn dở dở vậy bữa nào tao không thấy mặt nha. Biết cái tên không à. Ở Việt Nam nhiều người tên Hoa lắm. Anh nhiều khi điều tra không kìa. Ok, bảo vệ được là tốt. Bây giờ không biết mà ai lành ai bệnh nữa. Mình cũng đứng cách xa 2 mét nè cô bác. Nói vậy cho mình kỹ ở cái mức độ vừa phải của cô bác không? Tới người nhà mà còn xa lắm nữa thôi. À? Không biết. Đừng có hỏi ý mình. Cái này là cô bác biết là siêu đầu bếp này là thứ dữ. Toàn là ăn mì không biết cái vụ này đâu có biết. Làm sao làm ha. Tại cái này không có biết nấu thiệt. Thành ra ai làm là học hỏi mà chứ không có biết. Nước muối đi. Hồi có đại thợ nấu chê cái gì thì cái đó không biết à nha, còn mình không biết à. Để nước muối vô nha. Sắc là nó to vậy là được rồi đó ha. Tại con làm gì. Còn người làm để... khác không biết. Cái này là đặc trưng riêng của mỗi người có một cách sắc nửa riêng. Nửa bắp nữa ha chú. Còn nửa bắp nè, tại ăn chay ăn rau nhiều nhiều. Ăn sáng tới chiều luôn á.
cô bác nhà thường thì chắc không ăn nhiều như mình ở đây. Còn mình ở đây chủ yếu ăn rau, thành ra mình ăn dữ lắm. Hỏi mày có đi chợ được không bà? Không đi, gửi. À, gửi mua ha. Gửi mua với đằng bánh đò có bán đủ. Có thiếu gì gửi mua còn... À, đằng bánh đò có bán hả? Bán đủ. Cái chỗ ông bác sĩ đó ha. Cô kêu mà đi tắm vô bán đầy đủ. Ồ, có lý à, bữa nào mình chạy đi bổ đồ được à. À, vậy là mình chạy xe lên đó được à ha. Dạ, được. Bán đầy đủ hết trơn á, có sườn non này kia đầy đủ. À, bán suốt từ sáng tới chiều hả sao? Dạ. Buổi trưa thì cũng còn để đồ đó mình lại mua được. Nhưng mà buổi sáng là đồ nhiều hơn. À, buổi sáng ha. Buổi sáng đồ đầy đủ. Rồi, có lý à cô bác ơi. Bún thì có hết chưa? Hổm rồi mấy cái chợ cấm mình không biết mua đồ ở đâu. À, nó bán cá thịt cho cả đầy đủ. Ôi có lý à cô, coi cái tủ của mình bây giờ là nó trống lỏng rồi. À, bây giờ là chỉ còn được bí đao mớ nè, dưa leo mớ nè, hành mớ nè, trong này cái gì, cái củ cải đỏ mớ nè, cà mớ nè, với còn cái bắp gữ cải với một số sen, khoảng 7-8 kg sen gì đó. Rồi vậy là sắp bổ đồ được rồi. Còn trên này thì còn 1 kg thịt bên này nữa 1 kg thịt nữa, bên này 200g thịt, bên này còn khô, còn nhiêu đó nữa, thành ra sắp sửa đi bổ đồ được rồi. Mình đang suy nghĩ không biết sao công nhận bữa nay cái thông tin này nó hay gì đâu ta, thông tin này hay nhất ngày luôn đó nha, nó thông tin mà ở bến đò có bán đồ đó, không ai không biết. Cá thịt, rau cải, rồi tôm, rồi thịt già, rồi đồ tươi nó cũng có, rồi đủ, tủ luôn. Ồ, vậy là có cái chợ mini ở đó rồi, không hay. Rồi, sáng tao mua đó nhóc hết trơn á. Ồ, cô bác ơi, tại khu mình là chợ là phong tỏa toàn bộ hết à. Thành ra chỉ mua được những cái món đồ ở mấy cái tiệm mà bán đồ lặt vặt. Tiệm tạp quá ở quê cô bác, nhưng tiệm tạp quá nhiều khi người ta bán mấy đồ lặt vặt chứ không có bán đồ ăn. Chuyên cái chảo này hay chỗ này? Cái chảo nhỏ quá. Ờ, chảo nó không dính ạ. Để bắt ra lên cho biết đường bắt ra. Cái này nó hơi khác người ta dẫn. Nhấn cái nút đi, cái nút bảo vệ này. Rồi, bắt lên, đè xuống. Đè xuống, đè xuống, đè sâu xuống. Ờ. Qua chưa? Chưa qua. Nhấn cái cục cả. Ờ, chưa có mở ra lên mà. Con vậy mà thấy cái tay mà mờ vô, tưởng mở ra rồi. Rồi. Xài pin. Ờ, pin. Là lạ cô bác xài cái bếp không biết đường mở thôi. Cái bếp này là cái bếp của con chứ cũng dặn vậy đó. Tương tự vậy đó ha. Dạ, cũng dặn. Mà cái lò có khác không? Cái bếp gì âm gì nè, bếp âm gì đó. Mà cái đường lửa có giống không? Dạ. Cái này ba đường lửa. Thì không biết vô đường lửa mà chỉ có lửa được. Ba dòng lửa. Nó nóng mạnh hơn cái bếp thường, mình thường là hai đường lửa thôi cô bác. Ba đường lửa nó có thể nó hơi hao ga chút xíu nhưng mà mình nấu gấp thì nó được. Rồi chắc này thợ ướp chiên đó hả? Nồi nấu canh, nồi sen 200. Không bây giờ dắt sườn non chiên dùm trước cái đi qua ơi, để hồi cái mình chiên con cá kia cái lỡ sao. Vậy hả? Vậy tắt đi đang ướp này để mình làm biến rửa hai cái không có gì. Để đây để đặt đó, tại có người ăn chay cũng hơi khó khăn ha. Thường ăn mặn không thì tiện ha, cho ăn cái một ha. Rồi thì bây giờ mình kiếm cái nồi để cho thợ nấu mình nấu canh. Nồi. Cái nồi này hết không qua? Nãy giờ làm dơ hẹm luôn không à. Hết rồi. Không hết ha, cái nồi bự thêm chút nữa. Rồi, cái nồi này để rửa là mới được, nãy giờ làm quá sáng rồi máng đỡ lên hả cô bác, rồi mai mốt mình nấu tới cái nào mình rửa thôi cái đó, chứ bây giờ chịu thua. Cô bác thấy cái bãi chiến trường ở dưới nè, thợ nấu mình lên bữa nay gặp cái nhà bếp mình thấy gớm quá. Đang dọn dẹp mà, có gì đâu. Ngày mới là đẹp như mơ. Tưởng tượng như đó. Cái kho mì của mình nè, cô bác thấy khủng khiếp chưa? Kho mì này là chống đói đó. Coi thợ nấu này làm sườn non sao nha, không phải thợ kia làm cái khác chứ. Sườn non có chú ăn xả không, có ướp xả không biết, bây giờ muốn làm sao ta ăn vậy, rồi để coi cái công thức của thợ này làm sao nè. Trời ơi,
Không gà chú ăn thì sao? Thì nấu y như là chính mình ăn. Để coi coi. Để mình coi coi thôi nấu nãy nhà ăn xương non sao nha. Làm nhiều cách. Nhiều, nhiều cách nhưng mà ở nhà Thông Dũng ăn sao đó. Vậy là thợ này xé ra ha. Mấy thợ kia có thợ thì xé nguyên một miếng làm đôi. Có thợ thì để nguyên. Còn thợ này xé nhỏ ra từng miếng khoảng ngón tay út vậy đó. Nên mình coi mỗi thợ có một cách riêng của bác, để mình coi có thợ nào nó hợp lý với mình rồi cái bắt đầu mình rút kinh nghiệm. Chứ mà kêu mà thợ nấu theo ý đó thành ra mình nấu rồi. Đó, để coi coi. Bị huyết không đó. Cái bự này là hạt nêm chay hả chú? À, bự là hạt nêm chay, có chữ ở trên luôn. Chú bằng hạt nêm chay đó à? À. Cái nào ăn được chứ mình không kỹ gì chứ. Nó nhầm người sao ta ăn hạt nêm không được. Ừ, có bữa nào để lộn hạt nêm mặn vô cũng ăn luôn nữa, không sao chứ. Lộn rồi thôi. Thôi coi mình lòng mình. Ừ, không sao chứ. Quan trọng mình không có cố ý ăn mặn thôi. Muối, hạt nêm, đường. Thợ này kỹ ha, mình trộn tay không à, thợ này cái đũa rồi trộn lịch sử ha. Cái lịch sử. Ở nhà trộn tay hay trộn đũa? Hên xui. Không, cái đó hỏi thầy đặt thôi cô á. Có bữa tay rồi, có bữa đũa cũng có. Còn mình trộn tay không à, thợ này tội nghiệp sợ mình gớm hay gì đó. Chơi nhà thì chắc trộn tay nó gọn hơn ha. Bóp vô cho thấm. Ừ. Bỏ tỏi vô nữa nè. Tỏi là xả ớt rồi vô. Xả ớt rồi vô ha. Công nhận thợ này sắc nhuyễn nhừ luôn cô bác. Tay cái tay nó nhuyễn, có thể cái miếng thì nó không đều nhưng mà sắc nhuyễn nhừ luôn ha. Không hỏng là gà có thợ này là sắc nhuyễn thiệt á, nhìn cái tay điêu luyện ha. Nhiều khi cái này là cái năng khiếu. Thấy sắc nhuyễn nhừ. Tay này hết không biết bao nhiêu cái đầu của người ta. Hết cái đầu cái kia. Gà không biết bao nhiêu cái mặt người ta không nói. Nặng mặt tay lắm. Nặng mặt tay lắm. Mới về hôm qua. Ồ mà nhờ vậy mình mới có đầu bếp mới nấu rồi cô bác ơi. Đầu bếp rồi. Tân nghiệp gia đình này lên cô bác ơi. Chồng thì ra ngoài lục dừa rồi, còn vợ thì vô nấu ăn. Cái này cũng giống như là bị mà phạm nhân mà bị tội thì đài ra cái khu vực này nó bắt làm quá trời làm luôn. Tân nghiệp hết sức rồi. Tại có một chỗ một à, còn thợ nấu ở đây sắt rồi mình không có cái việc làm được. Chưa, cho nên mình làm nhanh nhanh chứ. Ừ. Đơn giản luôn, mình làm sao mà mình ăn cái kiểu gia đình mình đơn giản là được à. Nấu kiểu gì hả? Bóc nồi sao? Ừ. Đơn giản thôi mình làm đơn giản. Có sao làm gì hả? Thì hôm nay cải thì mình đang ngâm nước nè cô bác. Thì ở đây là mình còn được một số đây hành củ. Dưới đây là mấy cái củ hành nữa nè. Tỏi, cái hành nữa nè. Này nó cũng lên tùm lum trơn. Ở đây còn mình còn được mấy củ khoai, chứ bí rồi vân vân. Vì rồi có thể một hai bữa nữa là mình chạy đi bổ đồ cô bác ơi, để đằng đó người ta cấm bán cái nữa là rồi đó. Rồi, thợ ra ngoài coi mấy đứa nhỏ rồi tội nghiệp. Thợ này kỹ lưỡng ha cô á. Thợ này kỹ lưỡng ha. Bắt đầu mấy cái lá cải hư rồi cô bác ơi, bọc lại cái bọc cho nó gọn lại nữa nè. Nhiều khi cái nhỏ nhỏ gì đó nhưng mà nói lên cái kỹ lưỡng của cái cái tánh của mỗi người đó cô á. Không phải chuyện chơi đâu.
Rồi xong, còn nửa bắp cải này để mình bỏ vô cái tủ lạnh. Cái giác này nó còn lạnh lạnh nè, bỏ vô nha. Để ngưng phim cái của thôi. Rồi tiếp luôn, để sợ mình cái phim nó có bị lỗi á cô á thì mình cũng còn khúc phim. Chứ cái máy quay chuyên nghiệp này thì nó quay thì nó một đoạn một mà nó không bị cắt ra giống như mình quay điện thoại. Chắc này trở về cái chỗ của nó sinh ra. Bỏ vô. Nói chung cái này cũng khá khá đó, mình có thể ăn được cả chục bữa đó, nhưng mà mình phải dự trữ trước cô á, tôi phải mua thêm để lỡ có gì trục trặc nó cũng hơi lu bu. Dù sao thì mấy cái rau ở chợ thì mình ăn nó vẫn ổn định hơn là cái rau đồng. Chứ ở đây thì giả sử như mình ra ngoài kia mình hái rau, trong vườn mình rau cũng nhóc hết cô á. Nhưng mà không có thời gian, có rau sẵn ở trong tủ mình lấy mình ăn thì nó tiện ha. Còn ngoài này như rau muống, mồng tơi, hoặc là càng cua, bạc hà gì, rau má. Cô á thấy là ngoài vườn đầy chứ. Bây giờ nó lên trời mưa nó lên xanh chứ, rất là nhiều. Ở đây mình không có thời gian nhiều. Rồi chắc này tới chiên phải không? Chiên mà múc nước vào trong lu nó canh như chút. Lu nào cũng được, chẳng lu giữa nước nhiều hơn quá. Lu giữa. Bắt lên cho sâu nha, nó nhanh. Đây. Thôi này ướp nhìn cũng hấp dẫn quá ha. Đây nè. Thấy nè, gia vị nhóc trơn trong nè. Đó, xả rồi nhóc trơn trong nè. Cái chảo đó nó chín hổn lắm nha, coi chừng là nó qua châu Phi trơn đó nha. Chừng thợ bẫy không vô chiên cái chảo đó không quen cô á. Quất cái châu Phi hết mấy miếng. Còn cái chảo cũ của mình ở đây nè, có cái chảo bự này nè. Thì nó nhiệt độ nó ổn định lắm, nó không có hổn. Nó đều lắm. Còn đó thì nó chín nó nóng hổn lắm. Thành ra đồ ăn có thể là nó không có ngon bằng cái chảo kia. Nhưng mà được một cái là nó chống dính rất là tốt. Thôi nấu đã bắt nước lên rồi chút xíu là sẽ sắc cải tiếp. Thì lúc này mình sẽ để cái vũ khí của mình đây, cái sọt gác của mình để vô tiếp tục bẹp. Đây, từ từ thánh tiếp. Rồi, nhìn cái bãi chiến trường thi quải quá ha. Nhưng mà gắn cho nó xong cái cả, cho nó lịch sự được một chút. Để mua thêm cái tủ đó cô á. Mua thêm cái tủ để mấy cái đồ đạc này vô cho nó sạch sẽ. Cái tủ chén tương tự như cái tủ chén này nè. Mình ở đây là hai tủ, ở đằng trước cái tủ buffet, ở đằng sau cái tủ chén nữa mà để chén bát là không có. Tại những khi tiệc tùng thì số lượng chén đĩa rất là nhiều, thành ra phải dự trữ sẵn vậy đó. Cái nhà này đó mình cắt cái nhà bếp bình an hơi nhỏ, cũng hơi tiếc chút xíu. Có nghĩa là cái bề ga này nè, nó có 3 mét thôi. Ví dụ như đó mình nông thêm được 4 mét thì nó sẽ rộng thêm 1 mét thôi, rộng. Bây giờ thì nó hơi hẹp, mà mình để cái bàn ăn cơm là phải cắt cái bàn ăn cơm ra đó cô á. Cắt một khúc của cái bàn ăn cơm đó mình đút vô vách để cho nó có cái mặt thẳng đó, để cho nó giấu ở trong đỡ. Đi tới đi lui thì nó kế cái bếp nó hơi nóng chút xíu. Tại đây không gian của mình thì rất là rộng cô á, ở ngoài nè. Ở chợ thì nhiều khi đất của mình nó hơi hiếm, chứ ở quê nè cô bác thấy đất rộng bao la luôn. Từ đây mà chạy gà dài ra sau là khoảng 40 mét nữa đó cô bác, rộng mênh mông tha hồ mà cắt luôn. Thợ của mình rất này chiên sườn non thơm á cô bác, có mùi xả nó thơm, mùi xả với hành nó thơm. Hôm nay có xả không? Hả? Hôm nay chưa không? Không biết mấy vụ này. Mười mốt rồi thấy ngon cô bác ơi, bắt đầu bắt trước. Chiên tép xả bắt đầu sắt bỏ vô. Nhiều khi ăn đúng món rồi nó không ngán cô bác. Ăn nhiều khi mình hơi thiếu gia vị với gì cái ăn cái nó ngọt cái với có mùi mỡ nó ngán.
thời mình chim có lý là chưa có qua châu Phi mà châu Á dần ngính rồi. Mình làm bên cái nghề này có được hỗ trợ không qua? Có chứ. Hỗ trợ nhiêu? Nghe nói 1,000,000 mà không biết 1,000,000. Mà chưa có nhận ha? Chưa. À, có nghĩa là đã lên danh sách chưa? Có danh sách. Lên này đi ghi danh này. Ghi danh. Ghi danh vô. Nữa anh tao phát đó của. Thợ hồ cũng được hỗ trợ. Thợ hồ của mình làm bên nail, bên tóc, trang điểm này, cũng được hỗ trợ nữa cô. Có 1,500,000 rồi ha? Nghe nói 1,500,000. À, 1,500,000. Chị cũng đỡ hơn không? Mà chưa có mấy tiền. Chắc cũng có, sớm muộn vậy. Sớm muộn có, không biết nào có, mà chưa thấy có. Mình thấy nó cũng đỡ được cái chi phí điện nước ở trong nhà cô á. Chứ bây giờ làm ăn không được rồi, nó khó. Như mình bây giờ là cũng là trắng tay rồi đó cô á. Cái này đâu có làm gì ra tiền. Cũng khó, bây giờ có thu nhập được chút nào là đỡ chút đó. Xong đó là bắt đầu tới chiên mấy con cá. Đây. Cá nãy giờ chắc nó cũng thấm dữ lắm rồi đó. Nhờ cái vũ sườn non nó mới thấm dữ nè. Để mình dục cái khoang này xuống dưới kéo mấy cái ghế vào đây. Bãi chiến trường hết hồn. Đẩy nó vô góc. Chỗ đồ ăn còn để cái chổi trên này nữa nè. Chổi dưới luôn ra. Cái chảo này nó hút dầu hơi dữ ha. Mà cái này nó hút lắm. Cái sườn non à, cái sườn non nó hút sẵn ha, nó hút vô. Tại sườn non nó hút, cái sườn già là chắc nó hút ít ha. Chỉ còn non nó hút dữ. Thôi mình cắt tóc vậy là cắt tóc nam nữ rồi mình cắt được chưa hả Hoa? Dạ. Có khi nào cắt cho BD không? Chưa. Chưa thử dù cái BD là cái mẫu khác quá. Nó hơi khó nha. Mấy cái đồ trang sức đó cô thấy là nhiều khi người ta cho BD là nó cái loại hơi khác à, cô không biết sao mà cái bàn này họ dọn ăn cơm được đây nè. Đi dời vợ được bớt đồ ở đây cả nhà. Lùm tiền dao kéo gì thừa lưa hết trơn. Ở đây coi cô bác biết cái kéo này là cái kéo của y tế nè cô bác. Hồi nãy giờ cắt nó dính ấy gì tùm lum trơn. Cái kéo này là của rệt money nè cô bác thấy ha. Cái kéo này kéo của Đức đó cô bác. Bữa đó mình mua nguyên một bộ dụng cụ y tế của cái trong siêu thị y tế đó cô bác. Cái kéo này kéo xịn lắm nè. Nó bén kinh khủng khiếp luôn. Nãy mình lấy cắt giải nè. Nguyên một cái bộ của dụng cụ y tế luôn, siêu bán luôn. Dạ, coi mấy cái này là mấy cái đồ mà của dân chúng tiếp tế đó. Đây thì một cái chùm củ hành tỏi dục đỡ lên đây cái đi. Cô bác thấy cái kệ của mình cũng trang điểm bữa nay mới được một chút rồi đó nha. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Hôm nay cái này là củ này là ăn sau cùng. Bí ra bây giờ lên giá lắm phải không qua phải không? Dạ. Bữa hôm mình mua 30,000-40,000 những ký đó. Nhìn ở giá đó đó. Quá sai rồi ha. Mình thường có 10,000+ ký rồi cô. Bây giờ nó lên gấp đôi không? Tại vì người ta di chuyển không được đó cô, người ta đem hàng ra chợ không được. Chứ nhiều khi có chỗ người ta là phải bỏ luôn đó cô á. Nhưng mà có chỗ thì kiếm không ra. Cũng giống như sen ở chỗ mình vậy. À, cô bác thấy
mà chị ăn trồng sen đó. Sen bây giờ khoảng 10-12 ngàn ký à cô, trong khi chỗ khác bây giờ 40-50 ngàn. Có người bạn nói mình là hiện tại là sen bên nó là 50 ngàn một ký mà không có cô bác, tại cái vùng nó không trồng sen, mà chỗ khác đem lại thì đem không được, cũng khó chứ đó. Thành ra có chỗ thì thiếu, có chỗ thì thừa, gán qua cái dịch bệnh để cho cái kinh tế nó ổn định lại. Rồi, thợ mình nhắc này rửa bắp cải. Nãy vừa quên chỉnh màu cái đèn. Quá muốn thợ nấu mình đỏ đỏ hay là xanh xanh rồi. Mà đỏ đỏ chút xíu đi ha. Hồng hồng đẹp. Đó. Sáng dừa. Sáng qua nó chót. Ủa chưa có bỏ cải vô là mình niêm mà hả? Niêm trước đi chú ơi. Niêm trước cho trong nước nó đều ha. Vì vậy vậy là bỏ vô gì rồi? Bỏ hạt niêm với muối. À hạt niêm với muối. Bột ngọt. Bột ngọt. Con niêm ra vậy này hả? À. Được. Ủa sao biết keo đường này hay ta? Để nó là thì nó là nước sôi thôi là luộc cả trước để đấy đi, ngồi chi sao? À, sôi là bỏ vô chứ chứ mình không có bỏ trước hả? Sôi thì phải bỏ. Sôi phải bỏ hả? Sôi đi bỏ. Cải nó cái màu nó đẹp. Sôi mới bỏ để cho nó xanh ha. Bữa hổm đâu biết cô bác bắt lên cái là quật trụ bỏ nguyên một nồi vô đó, rồi đậy nắp lại nấu luôn. Chứ nó cần nước sôi chứ không bỏ vô. Nhiều khi cái bí quyết đơn giản mà không biết tại không biết nấu. À, có nghĩa là thợ này sắc bắp cải nó hơi bự bự vậy nè cô bác, thành ra cái nồi nó hơi bự bự. Phải rồi, thành ra mình nhớ là bán cái bắp cải nó không nhiêu. Mà sao thợ này sắc rồi ra cái đống khải hùng vậy đó. Thợ này sắc cái loại bự à, cái quy cách nó hơi khác. Bỏ đi bỏ đi rồi. Sơm quá sao sơm ha. Bây giờ kiếm cái nắp không ra đó. Nắp ha, để mình kiếm cho cái nắp. Đây. Nắp đây để rửa cái mới được. Giá cái nắp này lại, chắc là mình rửa cái nắp nha. Giác này siêu đầu bếp xuất hiện. Không chịu tắm nhìn bà. Rồi cái này siêu đồ bếp trở lại làm cameraman. Rồi siêu đồ bếp đó, nấu ăn dữ dội lắm. Con cáo quá. Con cáo quá trời con cáo. Rồi tiếp tục tập 2. Cái này là khỏi khử ha, mình đã niêm sẵn rồi. Rồi bỏ lên làm cái xèo nè, có mang khẩu trang không sao. Biết nghiêng ta. Ha, nãy bỏ xuống không? Hồi nãy chùi chắc bỏ nó nghiêng quá, để nữa xay lại. Nãy chùi nó xét tùm lum đó, gỡ ra chứ gắp vô lại chắc hay nghiêng. Hồi nó nguội xay lại. Làm một cái xèo nè. Dầu nóng. 1 2 3 xèo. Sao nó không xèo chứ ta? Tại chưa nóng nhiều. Nóng nhiều lên nó xèo. Ôi ôi, bắt đầu nó nhảy rồi đó nha. Nhảy tứ lừa cho rồi đó. Để mình zoom lên cô bác xem. Bắp này đây, rồi, đây luôn rồi. Ôi ôi, bên đó là bên
cái mặn nó nghĩ vậy đây ha, để hồi quên cái ốp bên kia nó nhỏ dầu, để nó giăng dầu tùm lum cho không phải ý ha, chứ mỗi lần chiên này chùi cái bếp đã luôn cô bác. Cho chú đậy lên đi, hồi vàng chú dở rồi chú chở lên rồi nó giăng chứ. Vậy là vàng là nó không có còn nhảy nữa ha. Đó. Nhảy giăng mà nó ít. À nó ít ha. Mỗi bữa chiên á cô bác ơi chùi đã luôn. Giăng lắm, để thời gian mà nó chín chú quay là nó giăng lắm. Mười mốt mình chế cái gì để mà che cái dầu nhảy nó được. Chứ thấy người ta có bán cái đồ mà để bảo vệ cái chảo đó cô bác. Rồi xong con cải này màu chín không chín màu trùng trùng cái làng ha. Rồi chắc này mình sẽ rửa sơ cái này để dẹp bớt cho nó gọn cái. Bữa nay làm phụ bếp rồi cũng hên hết sức luôn. Rồi sao cũng được chứ mình không có cử món nào chứ đừng có để con cá vô là được. Vậy là kiếm hành phải không? Mình có hành đó, bỏ tiêu cho ngọt mà bỏ hành cho thơm à, cô bác mà thấy con mèo của mình nè trời ơi đại ca đó cắn người ta mà không biết sao bây giờ trở thành thương binh rồi, cô bác thấy không? Bởi vì nhiều khi hùng hổ rồi chứ không có bằng ai chứ. Nó gượt nó cắn người ta không mà ngặt cái bây giờ nó trở thành thương binh mới ngộ. Rồi hành coi thời nấu này sắc hành kiểu nào. Để được một món này để mình chùi sơ sơ để cho đẹp trai đẹp gái lên coi cái này kiến đâu mà dữ không biết. Này cái bịch này dùng ở đây luôn đi, cái bịch này còn sử dụng được. Đâu là nó trên đó đó, thấy chưa, phát hiện ra chưa? Đâu? Trên đó đó mà nè. Trời ơi, ơi. Trong cái bọc không có thấy. Coi thợ này làm hành sao nha, có thợ thì sắt cục, có thợ thì lấy kéo nhấp dài. Cái thợ này làm sao? Thợ này cũng hết nữa, sau cái vụ hết hình như là nó đại trà ta. Thấy hổng gà thợ nào cũng hết không? Nãy vừa quên nhả sum nữa cô bác ơi, thông cảm. Rồi. Hình như cái vụ đó nó tiện hay là bầm hay gì. Cầm cải vậy là xong rồi hả? Hả không sao cho ăn sao là ăn vậy hả, để coi cái mùi vị của thợ nấu mỗi người có cái mùi vị riêng mình ăn theo đó mình coi cái mùi vị vậy là xong đó hả. Rồi bữa nay là nồi canh bắp cải cô bác ơi, cái này là cái món chính của mình bữa nay luôn đó, canh bắp cải đó. Canh bắp cải. Cái uống nước trong đó đó thức. Nó đó, đó, trên đó, đó tầng trên. Ờ, tầng dưới có cái ca bự nữa kìa. Ờ, ca bự đó. À, nhỏ. Đây là bếp trần. À. Xong rồi đó thấy không? Chín chưa? Ờ, cá chín mới được. Chứ kêu khách hàng vô mà không có cử là sao. Xong rồi đã dẹp cái thớt. Bữa nay hên hết sức không. Bữa nay mình được ăn cái món lạ lạ nữa nha. Thợ này nấu sao nha. Hồi về mới chê, giấc này chưa chê. Phải chê sau lưng, chê trước mặt mà mốt nào không lại nấu nữa.
kệ bó đại đi qua còn làm nữa, kệ còn làm nữa, hồi nó tuôn, hồi nó tuôn chúng ta đắp kỹ lưỡng, kệ đó sắt không mà đừng quét, quét đạp quét gom lên cục thôi, quên để rút dây điện liên hồi thành bộ xương nữa, có cái vụ án này nữa, rồi rút điện, cúp điện, tắt đèn, nhà tranh cũng như nhà ngói. Rồi, kệ bỏ đi. Nhìn quá sáng rồi. Thì từ mình sẽ thiết kế lại mấy cái chỗ mà để nắp nồi rồi vân vân. Hiện tại thì bữa nay thì chưa kịp. Mày coi con cá làm sao rồi. Ôi ôi, nó phì lên kìa. Thấy không? Hồi nãy nó nhỏ mà. Ôi chiên nó phì lên nè. Nhỏ lên nè. Quên để gần nó nhảy vô cái máy bôi xiên. Né vậy hai chiên mà né luôn. Chiên được tì cho nó giòn. Chiên gấp là nó không giòn hả? Dạ, gấp nó không giòn. Cho đôi đũa luôn. Giờ dọn cái này ra làm đi. Đúng chưa? À. Chiều chiều dọn chén ăn cơm, mượn ly uống rượu, mượn đàn kéo chơi. Cái này là cái đồ ăn cơm của thợ Bảy Mai nè cô bác ơi, để cho đại thợ nấu của mình tròn ở trước cổ nè cô bác, nhìn nãy giờ không biết cái gì đó không, mai hai ba cái gì nè, tròn ở trước cổ nè, kêu bằng cái xay gì nè, mình không biết cái vụ cái xay này là cái sao hả bác. Còn nước ngoài thì người ta tròn cái miếng khăn giấy hay gì trước cổ đó. Rồi sắp xong rồi, cho kết thúc cái coi. Wow. Ăn tương mà dở coi đồ ăn mặn không. À. Sao phải có cái hướng giải quyết thì sao đó coi. Còn đẹp đẹp lên coi. Để mình làm cái hình nền nha cô á. Cái mặn ít xíu rồi quá. Hả? Mặn ít xíu rồi. Ít rồi ha. Ừ. Để thay nửa đó, để mình để trong nồi á, để chiều cái bắt đầu mình hâm lên nữa. Hết cái lộn. À. Cái đội mặn ăn canh ít xíu. Rồi cô bác ơi. Bữa nay đây là cái món chấm của mình đây nha. Ghê chưa? Dần chút xíu nữa rồi. Canh bắp cải. Rồi cô bác thấy đẹp ghê chưa? Rồi. Đi đi. Đó, xong được cái hình nền rồi đó. Còn bên đây là sườn non. Để chút xíu xong hết rồi mình review chung luôn nha. Còn con cá lóc nữa. Nào kêu thợ nấu vô cái là ăn bụp 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 liền đó. Cái này là cái gì đấy ta? Cái gì? Cháo. Cháo hả? Chứ mà ăn còn bỏ lên chút nè. Cái này chắc hư rồi. Bỏ đi đi, hôm nữa cho chó ăn. Bỏ tội. Rồi, sắp xong rồi đó. Ngoài này thì mưa quá, không ngờ ngày nào cũng có mưa mà sáng giờ hình như là ổng hết nước hay gì rồi. Ông tạm ngưng mưa rồi, để mình zoom lên cái dừa cô bác thay đổi không khí nha, nhìn trái mắt thèm luôn. Cái dừa này hổng gà cắt cái chồi của mình đó cô bác, tiêu diệt hết mấy buồn rồi đó. Mà cô bác thấy rồi, còn trái dữ dằn ha. Còn chưa? Ở đây không có gì ngoài dừa. Thác nước cũng chạy ra dừa. Đói đói cũng chạy xuống gốc dừa. Cô bác biết đói chạy xuống gốc dừa là như vậy. Kiếm mà trái dừa mọng đập ra ăn mọng. Rồi. Còn nhắc luôn đi qua. À để trong đó xới luôn ha. Rồi hay ha. À, nó không có lật qua lật lại với cô á. Cũng hay ha, có ý ha.
Bây giờ người ta bán mấy cái giấy cuộn nè cô bác, mình mua thay vì những cái giấy ngày xưa, giờ mình mua giấy cuộn này thấy nó tiện hơn dữ lắm nè. Ở đây sau này à, rồi đây sau này mua giấy cuộn thôi cô bác, thấy gì giấy cuộn cái loại 900g, loại 700g rồi vân vân, mình xài nó ngợi hơn là giấy kia cô bác. Để mình đợi con cá nè, 11 bắt trước thợ nấu rồi cô bác ơi. Cái vụ này mình thấy cái bếp nó trắng phao nè, nó không có nhiêu dầu văng chứ. Để cái nắp đậy rồi. Nó cũng văng mà ít. Ừ, nó ít ha, nó không có nổi. Đỡ hơn kia dữ. Vậy nó chín tới không qua? Chín tới trồng. Chín. À, tới rồi. Chín thì cho nó giòn hơn. Với mình nhà đậy nắp rồi chắc nó hầm dữ lắm ha. Ta mình nhảy vô con đó dám chụm bằng chín. Chiên tươi này với cái mà mình chiên qua đêm á, cái nào nó ngon hơn qua? Mình muối này nè. Qua đêm là cá nó thấm mà. Vậy là nó ngon hơn phải không? Nếu như ướp cái này mà ướp muối gì mà để qua đêm thì nó ngon hơn. Còn nếu như ngon hơn. Còn nếu như mình chiên không á thì khỏi ướp muối hay sao? Chiên tươi khỏi ướp muối. Khỏi ướp muối ha. Muốn ăn ướp mà thì ăn liền thì nó cũng mặn mặn như thế, mà không có thấm luôn. Còn nếu muốn thấm muốn dài á thì để qua đêm. Không cần để qua đêm, mình để lâu lâu thì lâu lâu cho nó thấm đủ gia vị là được ha. Thì do đại thợ nấu mình ở bên trong á cô á là muốn ăn con cá ướp muối, con cá gì đó kêu bằng gì quá quá nè, muối à, cá muối, con cá muối. Thành ra là thợ nấu mình làm cá muối, mà muối là muối cấp tốc cô bác, cá tươi là muối. Cá tươi là muối luôn, chắc là ăn thường ngán rồi, thành ra muốn cho mặn mặn hay gì đó. Muối gì cũng chuyện ăn ngon. Không ghê, ăn thịt cá rồi quá rồi, cái gì cũng ngán chứ cô bác. Cái nào chủ ra chú, cái khăn nào chủ ra, cái khăn đó đó. Ừ. Nhưng mà kệ để đi, họ xong nó nguội rồi hả, bỏ đi, mình còn làm nữa, khỏi chùi, còn làm hồi là nó văng tùm lum nữa, còn làm cái cây ngang ở giữa nữa, đóng hồi là nó xuống đóng bụi nữa, khoan chùi, để chiều các mình chùi luôn lượt một, giờ nấu ăn xong là mừng đó, khỏe biết nhiều không, chứ mình nấu ở cụ bát gốm nữa, nấu toàn nấu thập cẩm không, có thợ này nấu đồ món được hả. Mình là cái gì mà dồn dồn vô nồi ha, ví dụ như con cá đó như nãy là dồn vô cái nồi cải đó rồi nắm cá rồi thợ mới biết nấu đồ món chứ ướp cũng đâu biết được đâu ướp. Biết được mà chú. Không biết đường ướp, tại vì không biết bỏ cái món gì vô để ướp á. Dàn ống hết rồi đó, để mình chim lại, này không chấm lại gần. Này có nước mắm chờ nào chấm. Có cái nước mắm, cái cái nước mắm còn. Này. Thì ngon dữ vậy ta. Siêu nước mắm. Rồi quên rồi, lo coi cái nước mắm mà nó chặt cái máy quay rồi của tôi đây. Cá lóc muối chiên, chiên muối hay gì đó, muối chiên gì đó. Bữa nay thì cái nồi cải của mình cũng vẫn còn. Bữa nay tuyển được là đầu bếp mới đó cô, họ ký kết hợp đồng ở trong vòng buổi sáng nay đó. Chiều nay là mãn hợp đồng rồi đó. Cô thấy là mấy đầu bếp kia là hợp đồng lâu lắm cô bác ơi. Như là thợ nấu bảy ớt mà mình hợp đồng hổng ra là một tuần lễ đó. Rồi tiểu thợ nấu của mình hợp đồng nó 4-5 ngày vậy đó. Rồi thợ 6 tuổi là hợp đồng nó cũng 3-4 ngày vậy đó. Này hên quá, có thợ này mà thợ này hợp đồng ngắn hạn ha. Rồi mai là siêu đầu bếp là tái xuất giang hồ, sáng là định là ra tay rồi đó nha. Nhưng mà hên sao mà có thợ nấu mới à. Đang chút xíu nữa cho kết thúc luôn. Này ăn hơi trễ chút xíu tại mình kẹt làm này cô bác, gắng làm để treo mấy cái nồi lên để có cái chỗ trống để mà mình đi được đó. Nó hơi trễ. Mà chưa xong nữa, làm buổi chiều nữa mới xong.
nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Gắn cho cái chỗ ăn uống cho nó gọn ghẽ sạch sẽ chút xíu, mình ăn có cái cảm giác là nó an tâm á cô á. Hình như là chín hay gì rồi, thì sôi sôi dữ rồi, rất là được miếng rồi đó. Có khi nào mình cần xẻ đôi con cá hay không qua? Ví dụ như con cá mình chiên mình xả nó không chín hay gì đó. Xẻ được. Mình xẻ ra ha. Rồi. Vậy là xong rồi đó ha. Còn món gì nữa không ta? Hết rồi đó ha. Rồi. Vậy là mình sẽ quay một lần nữa để cô bác xem nha. Nhã xem hết chưa? Rồi. Điểm danh lợi cái món của mình bữa nay mang cái tạp về mà không có làm ăn gì được trơn. Đây. Sườn non, cái này là sườn non, kêu bằng sườn non gì quá? Muối à, muối xả ớt. À, sườn non muối xả ớt. Ôi ơi, cô bác ơi, nhiều khi cái món này lại là cái món ngon không biết chừng nữa nha. Nhiều khi cái món này review còn hấp dẫn hơn cái món kia nữa đó. Đó, sườn non muối xả ớt. Dở lên chút xíu nữa cô bác coi mới đã. Đó. Kế đến nữa là cái món canh bắp cải, bên này canh bắp cải, bên này con cá lóc muối chiên. Ồ, quên, mình còn cái nồi thịt nữa. Quên, còn cái nồi thịt nữa. Chưa. Sorry, I'm sorry, baby. Mình quên cái vụ này. Có cái này, con này kìa. Miếng nữa nha. Khóa ga hay gì rồi? Thiệt tình mà. Nó sao không thấy khóa ga đó. Đi kỹ lưỡng ha. Nấu xong cái khóa ga liền ha. Cái nấu này coi có lý à. Nãy giờ mình thấy kỹ được mấy chỗ rồi đó. Cái tánh kỹ là kỹ hoài cô bác ơi, mà cái tánh không kỹ là không kỹ hoài đó. Rồi. Đổ thêm chút nước ở đây để mình bù lại cái lượng nước mà mình hâm nó hao hụt á. Nước lại. Bỏ cái này về vị trí cũ. Ôi giời, gớt cái nắp xuống luôn rồi, cái nắp kia. Rồi bây giờ bỏ xả với ấy này chung, bắt đầu mình bỏ vô tủ lạnh lại. Thợ nấu xong là ra đi rồi đó, ra ngoài lục dừa hay gì đó, tội nghiệp hai vợ chồng lục dừa, vợ nấu ăn nên thăm bệnh. Cái chỗ khỉ ho cò gái mà có thợ nấu lên nấu giùm hoài ha, cũng mừng hết sức rồi. Đây. Chút xíu nữa chín cái này nữa là mình xong rồi. Tưởng xong rồi chứ. Những cái đồ đũa. Thợ đó là thợ tóc chuyên nghiệp đó cô á. Thợ tóc, trang điểm, phun xăm, trang điểm cô dâu, đồ vân vân đó. Thợ đó thợ chuyên nghiệp đó. Có tiệm riêng, dạy cũng khá nhiều đệ tử rồi đó cô á. Thợ chuyên nghiệp đó. Chút xíu nữa, sôi đó. Cái bếp này mà mở ra lớn á, cô bác nó mau cực kỳ luôn. Tại nó ba tầng lửa lắm. Lên lửa dữ dằn, lớn chút nữa ra. Đây mình còn được 4 cái trứng, trong tủ lạnh mình cũng còn trứng luôn. Cái này là thợ bẫy ớt đi rồi mà sợ ở nhà mình không biết đường nấu á cô á. Thành ra thợ bẫy ớt nấu để lại cho một cái nồi mà thịt trứng. Thịt kho trứng vậy nè. Siêu đầu bếp mà thợ bẫy sợ không biết đường nấu. Buồn ha.
thử bấy ra đi, còn bỏ lại cái nồi nè để cho mình khỏi công nấu. Mà bữa nay có con cá lóc rồi, thành ra là mình con cá lóc là thật ra cái này mình chỉ hâm sơ. Thịt kho trứng này là thường là ăn Tết đó cô, Tết là ăn là qua mấy bữa Tết luôn đó. Mấy cái nồi thịt này thì mình ăn lâu được nè, thịt trứng nè, với điều kiện là phải gấp ra từng miếng ăn ở ngoài riêng đó cô, chứ mình gấp lộn xộn ở trong này là nó dễ hư lắm nè. Với khi mà mình bỏ qua đêm hay gì thì mình phải chịu khó bỏ trong ngăn mát của tủ lạnh, còn nếu để ở ngoài thì nó dễ hư dữ lắm. Rồi sôi rồi đó, sôi lên thôi. Rồi đại đầu bếp giá lăm. Rồi xong đó cô bác ơi, điểm danh một lần nữa nha, để cô bác xem nha. Bên này là nồi thịt kho trứng, kế đến là con cá lóc muối chiên. Rồi con cá lóc muối chiên, nước chấm, kế đến là canh cải. Canh cải cho nên sườn non chiên xả ớt hai tháng qua. Sườn non chiên xả ớt, đây đại thợ nấu của mình đây. Nhìn ngon không, đại thợ nấu bữa nay là thợ nấu mới, là nấu sao ngon không, nhìn ngon không? Không phát biểu ý kiến. Rồi vậy là cái bữa cơm của mình tới đây là kết thúc. Giờ bữa nay là thợ mới nữa nha cô bác, bữa nay là thợ qua hành. Tại nó làm hành món nào cũng có hành chứ. Rồi vậy là bộ phim của mình bữa nay không biết là cái món nào món chánh, một là món canh cải, hai là món sườn non chiên. Rồi vậy video của mình tới đây kết thúc, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha. Rồi.